Ok, video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái module âm thanh. Đây, cảm biến âm thanh, module cảm biến âm thanh. Đây các bạn xem chi tiết cái module. Thì đây là cái đầu cảm biến âm thanh. Và đây là cái mấy module, một cái biến trở để chỉnh cái độ nhạy của cảm biến. Cảm biến sẽ có 4 chân, 2 chân nguồn và 1 chân xuất tín hiệu analog, 1 chân xuất tín hiệu digital. Đây, chân D0, chân A0. Đây là chân đất, đây là chân dương. Đầu cảm biến, biến trở, chỉnh độ nhạy ha. Ok, bây giờ vô code. Rồi, đầu tiên là code test 1. Test 1 là đọc tín hiệu digital. Ở đây các bạn nói chân nguồn vào 5W của Arduino và chân D0 vào chân số 5. Code là chân số 5 ha. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ nói dây trước. Mình kết nối Arduino. Rồi, code thì đầu tiên cảm biến là chân số 5 nè. Rồi, một cái biến giá trị. Setup là mở công serial 9600. Cảm biến là input. Rồi ở dưới vùng lớp là giá trị, nó sẽ bằng digital read là đọc tín hiệu digital của cảm biến. Đây, rồi nó sẽ in ra màn hình. Rồi bây giờ mình sẽ nạp code. In ra cổng serial, rồi delay 200 ha, nạp code. Mở cổng serial lên. Đó, giá trị của cảm biến là 01 ha. Bình thường nó sẽ là 0. Khi mà có âm thanh lớn tác động vào thì nó sẽ là 1. Đấy, các bạn thấy khi mà mình thổi vào nó nhảy lên giá trị 1. Thì các bạn sẽ dùng biến trở này để các bạn chỉnh độ nhảy. Thì đọc cái digital thì cũng chỉ có thế các bạn. Rồi giờ qua có test 2. Có test 2 là đọc tín hiệu analog. Thì các bạn cắm cái chân analog ở trên cảm biến, module cảm biến vào chân A0 của Arduino. Rồi, giờ có test 2 cũng như vậy thôi. Nhưng mà cái chỗ mà cảm biến như các bạn khai báo là chân A0. Rồi ở dưới vùng lớp thì cái giá trị nó sẽ là bằng analog read, đọc tín hiệu analog của cảm biến. Rồi giờ mình coi thử nha. Đó, các bạn thấy giá trị của cảm biến là hiện tại với mức độ âm thanh hiện tại trong phòng mình là 500 mấy analog, tín hiệu analog. Giờ mình hỏi vô thử nha, thổi thiệt mạnh vô thử nha. Các bạn để ý nha. Đó, các bạn thấy nhảy lên ngàn mấy không? 800 mấy, 900 mấy, ngàn mấy đó. Đây, cái tín hiệu, đây cái khúc này nè các bạn, cái khúc mà 800 mấy, ngàn mấy nè là cái khúc này mình thổi vào. Đấy, thổi vào là nhảy lên tín hiệu analog mới cao á, 700 mấy, 800 mấy, 900 mấy nè. Còn bình thường á là các bạn thấy khoảng 500 hai mấy. Tùy vào cái tạp âm trong cái chỗ của các bạn nữa. Dành thử nữa nha. Đây, các bạn thấy nó nhảy nè. 800 mấy, 900 mấy, ngàn mấy nè không? Cao nhất là 1023, tín hiệu analog là từ 0 1023. Thì cái module này nó mang tính chất là nó chỉ để các bạn làm thí nghiệm ở trong phòng thí nghiệm, làm demo nào thôi, chứ thực tế ra ngoài mình thấy nó không chính xác lắm, nó nhảy loạn xạ chứ à. Nó mang tính chất là các bạn làm demo, làm cái mô hình rosette ở dạng mô hình demo này nọ thì ok. Thì có test 2 là thế. Rồi tiếp theo là có test 3 mình sử dụng thêm một con server nữa. Con server này nó vô chân số 7. Về cách sử dụng server mình đã có làm một video rất là chi tiết hướng dẫn cách sử dụng server, các bạn hãy xem lại video đó ha. Server nó vô chân số 7. Rồi cảm biến thì sử dụng cổng digital các bạn, đọc digital cảm biến âm thanh để điều khiển server. Rồi về cái code đó, thì đầu tiên là khai báo thư viện server. Thư viện rồi cách sử dụng server mình đã có làm video, các bạn xem lại video đó ha, hướng dẫn rất là chi tiết. Server là my server nè. Rồi server chân số 7, cảm biến số 5 là tín hiệu digital á. Rồi ở dưới đây server, khởi động server, mặc định server sẽ nằm ở vị trí 0. Rồi đọc tín hiệu của cảm biến, nếu như mà giá trị của cảm biến là 0 thì server sẽ quay lên 1.8. Rồi nếu như mà ngược lại server nằm mức 0. Rồi đây mở lên cho các bạn xem. Các bạn điều chỉnh cái biến trở cho nó phù hợp ha. Các bạn điều chỉnh biến trở cho nó phù hợp. Đây, hiện tại bình thường nó sẽ là mức 1. Khi mà có âm thanh tác động vào nó sẽ là mức 0. Khi mà ở mức 0 á, ở mức 0, mức 1 là tùy các bạn quý chỗ này nè. Các bạn set chỗ này. Thì ở đây bình thường nó sẽ là mức 1. Vì khi có âm thanh vào là mức 0. Đó là không. Thì bây giờ tại vì nó delay 200 nên là nó hơi ấy. Bây giờ mình dặn lên tí nữa cho nó được đỡ nhạy.
đó, khi mình đổi màu nó chạy không. Bây giờ mình bỏ delay đi, delay 200 nó còn bị chậm. Ok. Ngay bình thường là mức 1 nè, tức là không có âm thanh tác động vào. Bây giờ mình thổi vô thử, mình tác động vô thử. Hơi khó xác định. Bây giờ bình thường là mức 0 nè, mình đổi lại mức 0, mức 1. Cái mức 1 nó sẽ xây lên 180, mà mức 0 là nó sẽ trở về 0. Delay thì 100 thôi. Ok. Rồi đây đang là mức 0 nè. Đó, khi mà mình thổi mà nó lên mức 1 thì nó sẽ nhảy. Đấy, thì đó là cách sử dụng module cảm biến âm thanh. Thì có cách 3 cũng vậy thôi bạn. Thì sử dụng cái module cảm biến âm thanh này cũng vậy, chỉ như vậy thôi bạn. Các bạn thấy nó không có ổn định không? Nó rút về rút khác, hay là khó sử dụng lắm. Đấy, thì cái module này mang tính chất là mình gọi là nó giải trí thôi, bạn làm chơi làm demo rồi nọ thôi, để hiểu về cái cảm biến âm thanh này thôi. Chứ thực sự là ra mà thực tế thì nó hơi khó sử dụng, nó không ổn định á. Thì video cũng vậy thôi bạn. Rất cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like, share và subscribe kênh nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.